0 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
P1060M. Với hiện được lỗi là máy bị báo lỗi error 9 nhé, error 9 gạch chéo. Thì nguyên nhân đây cái lỗi error 9 trên sản phẩm này là do khách hàng kết nối sạc phần mềm. Đó, hiện tại đã sửa chữa cứu thành công cái sản phẩm này. Máy này thì mình hỗ trợ cho một anh trai làm sự kiện ở ngoài Hải Phòng nhá. Thì anh có thể vào tham khảo cái video này, hiện tại máy của anh đã ok. Đó, thì anh cũng biết tới mình qua YouTube thì cũng đã trao đổi và quyết định gửi cái sản phẩm này về mình để được hỗ trợ kỹ thuật. Về cái công nghệ của dòng vang số SISO 1080M TP1080M hàng bãi này thì bên mình đã cập nhật đầy đủ rồi, nên là sẽ hỗ trợ khách hàng sửa chữa được đối với toàn bộ các cái hiện tượng lỗi, đặc biệt là các trường hợp báo mã lỗi trên cái dòng này mọi người nhá. Còn đâu thì những cái lỗi khác như là lỗi về tín hiệu sôi lổ, mất tiếng đều có thể sửa chữa ok, mất nhạc, mất mic tiếng Việt đó. Video này mình sẽ đăng tải lên trên kênh mới của mình là kênh sửa vang số. Thì hiện nay là mình đang làm việc trên các kênh chính, cũng được rất là nhiều người đăng ký theo dõi, như là kênh audio 98 lệnh số và kênh hòa 98 lệnh số đó. Và một kênh mới nữa là kênh sửa vang số chuyên nghiệp đó. Mọi người chú ý nhé, video này mình sẽ đăng tải lên trên kênh mới của mình, đó là kênh sửa vang số. Mọi người, những ai mà xem được video này mà chưa đăng ký kênh, yêu quý kênh thì có thể bấm đăng ký kênh, và cũng như là hãy kích vào nút biểu tượng hình quả chuông thông báo để thường xuyên theo dõi cũng như là cập nhật được sớm nhất những video mà kênh có đăng tải lên hàng ngày. Đó, bây giờ mình sẽ tiếp trên kênh mới này mình sẽ xây dựng các cái video đăng tải về giới thiệu sửa chữa các cái lỗi nhá. Đó, trên những cái kênh chính lớn của mình kia thì mình đăng tải cũng rất nhiều video về sửa cái lỗi Aero 9 của cái dòng này rồi. Đó, chung về SISO rất nhiều model rồi mọi người nhá, không riêng gì model 1080 đâu. Tất cả những model khác của dòng SISO đều có thể dính hiện tượng lỗi 09, error 9 do cảm giác phần mềm đấy. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video.